Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh của Leo Top 99 Việt Nam hôm nay. Hôm nay thì là chúng ta sẽ được gặp nhau trên cái cổng game tài xỉu này. Với một cái số vốn của mình chuẩn bị thì sẽ là 43M anh em ơi. Đấy, một cái số vốn thì nó cũng đang khá là vừa vặn đúng không? Anh em cùng xem là hôm nay thì mình sẽ xử lý con cầu này như thế nào và sẽ triển khai nó như thế nào mọi người nhé. Rồi, có khả năng là tay đầu tiên này mình quyết định là sẽ kiểm tra vào một cái con tài đi anh em ơi. Bắt luôn con cầu là 213 và 312 nhá. Đấy, mình sẽ tiến hành là kiểm tra vào một con tài anh em ơi. Khoảng độ 5M đi. Ok này, tay đầu tiên là thử cầu là 51 ra 6 rồi em ơi. Một con tài 12 khá là ok luôn này, khá nét luôn này. Rồi, thì có lẽ là cái phương pháp hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cũng như là anh chị em nhà mình. Thì nó sẽ là cái phương pháp cộng đâu nhỉ? Đánh theo cái lịch sử phiên trước chứ nhỉ? Này, thì mình sẽ ví dụ luôn này, hiện tại nó đang làm con 12 này anh em ơi. Thì chúng ta sẽ xem con 12 ở nhịp trước nó sẽ là cái ra cái gì thì chúng ta sẽ đánh theo nhá. Đây, 12 nhịp trước đây nó làm con 12 ra xỉu 8 này. Đấy, 12 ra 8 này thì khả năng đây nhịp này mình cũng vẫn sẽ đánh là 12 ra 8 anh em ạ, nó là một con 12 ra xỉu nữa nhá. Rồi, tiếp tục là đi 5M anh em ơi. Ok này, 1 5 ra 3 các anh em ơi, cực kỳ nét luôn này. Đấy, chuẩn nhịp này là 12 ra 8 thì nhịp này nó lại là 12 ra 9 luôn nhá. Thấy chưa? Rồi, và hiện tại anh em thấy này, đây đang là con 9 đúng không? Đây, con 9 ở đây. Thì ở cái con 9 như trước nó sẽ làm con 9 lên tài 12 này. Thấy không? Đây là 9 lên tài 12 em nhé. Và cái con này thì nó đang làm con 9 khả năng cũng lên là tài 12 này. Ui dồi ôi, không kịp vàng em ơi. Phí thế. Phí một con tài ấy nhở. Ui may thế. Mày thế anh em ơi. Mày quá anh em nhỉ. Rồi, quả này đi mình xem nào. Đây đang là con 8 này. Thì đây là 8 lên 14 này. Đây 8 lên tài này, khả năng đây mình đánh 8 lên tài anh em ạ. Thôi đi nha, sớm sớm cho đỡ trả lại này, 1M5 đi. Đây rồi anh em ơi, đấy, may chưa? Lại phải húp đúng không? Lại phải húp này. Đấy. Tính ra cũng đóng được 4 tay rồi đấy. 4 tay rồi thì một tay trả lại, còn lại là húp húp thông liền anh em ạ.
Rồi. Quả này thì nó làm con 14 này anh em ơi. Một cái con 14 này. 14 thì ở nhịp trước đây rồi. 14 nhịp trước thì đây là một con 14 14 lên 15 anh em ạ. Đây 14 ra tài này. Quả này mình cũng sẽ đánh 14 làm tài anh em ơi. Tiếp tục đều tay này. Ui sổ 13 luôn này. À, thôi không sao anh em ạ, không sao nhá. Vẫn có thể gỡ gạc lại được mà đúng không? Rồi, quả này đang là con 8 anh em ạ. Đây đang là con 8 này. 8 thì lên tài 14 à. 8 lên tài 14 này. Rồi đây thì khả năng cao cũng vẫn là 8 lên tài 14 thôi. Vẫn phang cho mình con tài nữa nhá. 1M4 này. À, 25k nữa anh em ạ. Đây rồi, hốc rồi anh em ơi. 16 ra 4, một tài 11 luôn này. Và có lẽ là mình sẽ dừng cái clip này ở đây thôi nhá. Nếu mà các bạn thấy hay thì có thể là cho mình xin một like video và một theo dõi kênh đối với cái phương pháp này, là phương pháp đánh theo cái lịch sử phiên trước anh em ạ. Và link tải game thì mình sẽ để ở phần mô tả.